Top 2 homestay Bắc Quang Hà Giang giá rẻ có view ngắm núi tuyệt đẹp. 1. Homestay Bản Mán. Bản Mán sở hữu không gian rộng rãi, thoáng mát với ao nuôi cá và vườn rau. Khu vực đất trồng ngay cạnh sân được trồng hoa tam giác mạch tạo nên khung cảnh thơ mộng cho homestay. Homestay Bản Mán là căn nhà sàn với 2 tầng được xây dựng bằng các loại gỗ rừng. Ở đây cũng có khu vực sân hiên rộng rãi là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Ngoài ra, Bản Mán còn cung cấp nhiều dịch vụ và tiện ích lưu trú khi tới đây. 2. Chuli Bắc Quang Bed and Breakfast. Chuli mang lại cảm giác ấm cúng với rất nhiều đèn vàng được lắp đặt xung quanh. Trong sân hiên còn được trồng nhiều loại cây khác nhau để tạo không gian xanh cho du khách. Chuli là một căn nhà gỗ theo kiểu nhà ở của người dân bản địa nơi đây. Với tầng 1 là khu vực ăn uống được trang bị 3 bàn ăn lớn, còn tầng 2 là phòng nghỉ có các giường đơn và giường đôi cho du khách thoải mái lựa chọn. Đặc biệt, homestay có cung cấp cà phê hay một số đồ uống miễn phí. Vậy bạn đã chọn cho mình một địa điểm ưng ý hay chưa? Hãy cùng Hai Chip vì vùng muôn nơi nhé!